Chuyện chiến lang ở rể, Lê Văn Vân. Chương 1016, phải tin tưởng khoa học. Tiến sĩ Tê đội Mũ, tay cầm gậy, làm động tác phong độ của một quý ông, cúi đầu chào Lê Văn Vân rồi mới chậm rãi rời đi. Cách ăn mặc của ông ta, thậm chí có phần giống một quý ông thời trung cổ. Lê Văn Vân nhìn mãi đến khi ông ta rời đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Cũng phải nơi đây là vùng ngoại thành, người ở rất thưa thớt, ra tay không dẫn tới mấy người chú ý, hiển nhiên, đám người của khu tội ác bị người gác đêm của Tô Chiết cùng đám người Trần Tiêu bao vây chặt chẽ bên ngoài, không thể đi được. Lê Văn Vân lại thở dài một hơi, ít nhất, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Lê Văn Vân xoay người, đi vào trong hội trường diễn ra hôn lễ, lúc này hôn lễ đã tiến hành được một nửa, nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới, Lý Thu nhìn về phía anh, Lê Văn Vân nhanh chóng ra hiệu cho anh ta, ý bảo vấn đề đã được giải quyết. Lý Thu yên tâm tiếp tục hôn lễ của mình, Lê Văn Vân cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình trong hội trường. Bên dưới, Lý Gia Long cau mày. Buổi hôn lễ mang đến cho anh ta rất nhiều kích động, có điều chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã bình tĩnh trở lại. Anh ta cảm thấy Lý Thu chắc chắn đang giả vờ, chờ đến lúc đưa tiền mừng, anh ta vẫn là kẻ mừng nhiều nhất, khi đó anh ta sẽ chiếm được sự nổi bật nhất trong đám cưới này thậm chí. Audio điện tử võ tấn bền. Anh ta nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đứng ở phía sau, cảm thấy đến lúc đó nếu mình phơi bày một chút thực lực của bản thân, có khả năng sẽ khiến nhận được yêu ái từ hai người đẹp này. Đúng lúc này, hôn lễ cũng đến hồi kết thúc, chờ đến khi Lưu Giai tuyên bố kết thúc buổi lễ, Lý Gia Long hưng phấn đứng lên, anh ta đi lên sân khấu, cúi người thi lễ với Lưu Giai, mượn microphone cất lời, Lý Thu. Lý Thu nhướng mày, anh ta bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải tên Lý Gia Long này có vấn đề về đầu óc hay không. Lý Gia Long cực kỳ thích khoe khoang, nhưng từ đầu hôn lễ đến giờ, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết hiện tại Lý Thu không phải người bình thường, ấy thế mà cái tên Lý Gia Long này vẫn chạy tới. Đương nhiên, ở trong quan niệm của Lý Gia Long, Lý Thu không thể chỉ trong một đêm phất nhanh đến mức như vậy được. Cho nên anh ta vẫn cho rằng Lý Thu chỉ đang cố ý thổi phồng bản thân thậm chí anh ta còn cảm thấy đến Lưu Giai cũng là giả, có lẽ chỉ là một người có vẻ ngoài giống Lưu Giai mà thôi. Sau khi tiến lên sân khấu, anh ta mỉm cười nói, nếu hôm nay là cậu kết hôn, người làm anh họ tôi đây, đương nhiên cần phải bày tỏ một chút mới được. Nói xong, anh ta lấy ra một tấm thẻ, bên trong tấm thẻ này, có 10 vạn tệ, coi như tặng vợ chồng son các cậu làm vốn tài chính. Đối với tôi mà nói con số này không đáng là gì cả, hai người tuyệt đối không cần xấu hổ lý thu thật sự hết chỗ nói nổi mà lý gia long vẫn đang nhìn về phía dưới họ hàng bạn bè thân thích bên dưới lúc nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt bọn họ anh ta vô cùng thỏa mãn ngay lúc anh ta còn muốn định nói thêm gì đó cố bạch đứng bên đi tới trực tiếp cướp mic trong tay lý gia long nói nếu đã đến đoạn tặng quà chúng tôi là chiến hữu của lý thu trong hôn lễ của người anh em tốt tôi đương nhiên phải bày tỏ một chút mới được nói xong anh ta lấy ra một cuốn sổ dơ lên nói, đây là một công ty dưới trướng của tôi, coi như làm quà mừng cho hai người. SSSSS, mọi người đều hít sâu một hơi. Lý Gia Long vẫn còn đờ đẫn, anh ta kinh ngạc nhìn Lý Thu, vẻ mặt không dám tin. Lúc này Lê Văn Vân cũng đi tới, trên tay cầm một tập văn kiện nói, đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Hãn Vũ của tôi và Thi Kỳ, tôi chuyển nhượng cho cậu 15% cổ phần công ty. Tập đoàn Hãn Vũ Nghe đến cái tên này, toàn trường đều sôi trào. Tập đoàn cao cấp nhất cả nước, tập đoàn Hãn Vũ, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói đều như sấm bên tai. Tập đoàn Hãn Vũ cực kỳ thần bí, không ai biết cổ đông đứng sau là ai, mà hiện tại, Lê Văn Vân tựa như đang nói cho mọi người biết, anh chính là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ, hơn nữa anh còn công khai tặng cho Lý Thu 15% cổ phần công ty. Đây chính là tập đoàn Hãn Vũ đó, giá trị trường lên đến trăm tỷ, 15% cổ phần công ty, điều này cũng có nghĩa là hiện tại Lý Thu đã có giá trị con người lên đến vài chục tỷ rồi. Trên thực tế, Lý Thu không quá để ý, tiền bạc cũng được, cổ phần công ty cũng được, công ty cũng được, đều chỉ là tâm ý mà thôi, bản thân anh ta cũng không thiếu sản nghiệp thuộc về riêng mình, hơn nữa theo ý anh ta, mấy thứ này vô dụng với anh ta. Cho nên anh ta đều cười tít mắt nhận đồ. Lý Gia Long đứng bên cạnh, đầu óc ong ong như muốn nổ tung những người này là người gì vậy? Lúc này đám người Hoàng Thi Kỳ cũng đi tới, món đồ nào lấy ra cũng vô cùng quý giá. 10 vạn tệ tiền mừng kia của Lý Gia Long, mang ra so sánh hoàn toàn chỉ như một câu chuyện cười. Lưu Giai đứng bên cạnh cũng đờ đẫn theo, cô ấy có thể đông sơn tái khởi là nhờ Lê Văn Vân trợ giúp, mà tập đoàn Hãn Vũ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong đó, cô ấy không nghĩ tới, Lê Văn Vân lại là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ, lúc này cô ấy che miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, nếu không vì sao lúc trước anh chỉ cần một cuộc điện thoại, tập đoàn Hãn Vũ liền đổi diễn viên chính, mà cô ấy còn lấy được kịch bản. Cô ấy nhìn về phía Lê Văn Vân, ánh mắt có chút thay đổi, ngay sau đó, trong mắt cô ấy lộ ra một chút yên lòng, đồng thời trên miệng cũng xuất hiện nụ cười khổ. Cô ấy nhìn Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ bên cạnh, bất đắc dĩ càng thêm sâu. Qua một lúc lâu sau, cô ấy ngẩng đầu, nụ cười khổ cũng biến mất mà hòa vào làm một với những người đứng xem, đôi mắt ngậm cười nhìn tất cả trước mắt. Hành động của đám người Lê Văn Vân thật sự đã khiến người ta phải kinh hãi. Cố Bạch tương đối đắc ý, hiển nhiên vô cùng hài lòng với kết quả này, đây là cảm giác chấn động mà anh ta muốn thấy. Đồng thời, ở một bên khác, tiến sĩ Tê đi được một đoạn, ông ta bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, giữa ban ngày ban mặt, một vì sao xẹt qua, tựa như là có thêm một phi hành khí đang nhanh chóng lao về phía bên này. Tiến sĩ Tê nghỉ chân nhìn lên bầu trời sau đó sờ soạn cây gậy trống trong tay, cười nói, giống chắc nhất minh rồi, đã rất nhiều năm không hề ra tay. Chú ơi, chú ơi, lúc này, bên chân ông ta, một cậu bé chạy tới nói, chú có thấy không, trên trời có cái gì mới bay qua ấy. Tiến sĩ Tê khom lưng ngồi xổm trước mặt bé trai cười nói, chú thấy được rồi. Đó là cái gì ạ? À? người ngoài hành tinh sao liệu bọn họ có tấn công loài người không bé trai có chút tò mò hỏi có siêu nhân điện quan tới cứu chúng ta không thế giới trong mắt của con nít luôn ngây thơ hồn nhiên như vậy tiến sĩ tê khẽ cười một tiếng mới đứng dậy sờ đầu cậu nhóc nói nhóc con thế giới này không có siêu nhân điện quan đâu phải tin tưởng khoa học tuy ông ta là người nước ngoài nhưng lại có khẩu âm phổ thông rất tiêu chuẩn ồ bé trai lẩm bẩm một giây sau đó, trên thân ông ta bỗng nhiên có một luồng sóng khí dao động, sau đó nữa, trong ánh mắt chấn động của bé trai, ông ta lao vút lên trời. Chương 1017, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hôn lễ đã gần đến hồi kết thúc, khách khứa đã bắt đầu di chuyển tới địa điểm ăn uống. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, buổi hôn lễ cho đến hiện tại vẫn được coi như là bình thường. Lý Thu cũng yên tâm đi thay quần áo. Đám phù rể làm nốt công việc cuối cùng, cố bạch thở vào một hơi nói, con bà nó, chuyện như phù rể này đúng là không dành cho người làm mà. Không được, tôi phải kết hôn trước khi lão đại kết hôn, nếu không chờ đến lúc anh kết hôn, tôi lại bị chỉnh chết mất. Đầu tiên, anh phải có bạn gái cái đã. Bên cạnh, Hoàng Thi Kỳ châm chọc nói, tôi muốn tìm bạn gái còn không phải quá đơn giản sao? Cố bạch ngạo nghĩ đáp, vậy à, anh xem tất cả những đóa hoa trong hệ người gác đêm xem, có cô gái nào tình nguyện gả cho anh không, danh tiếng của anh đã sớm thối nát rồi. Hoàng thi kỳ bĩu môi nói, dù sao anh chính là một tên cha nam. Ha ha, cha nam chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cô không hiểu rồi, người thành thật chỉ có thể đi nhai lại thôi. Cố bạch cười ha hả nói. Đám người Lê Văn Vân rất muốn phản bác hai câu, nhưng lại phát hiện, hình như bọn họ không thể phản bác những lời này. Hửm, đúng lúc này, Lê Văn Vân nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Lê Văn Vân cảm thấy hình như có tia sáng lướt qua, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Cố Bạch, anh nói xem, bộ đồ chiến đấu hiện tại của chúng ta có thể nhảy được độ cao tương đối cao rồi, thậm chí có thể lên đến độ cao của máy bay tầm thấp. Vậy anh nói xem, cái tên chó má tiến sĩ Tê Kiên liệu có thể phát minh ra một loại trang phục chiến đấu có thể trực tiếp phi hành luôn không? Lê Văn Vân hỏi. Suy nghĩ nhiều quá, Cố Bạch bĩu môi nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, khả năng có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Thi Kỳ bên kia nói, Thi Kỳ, các cô đi cùng nhược tuyết đi, tôi và Cố Bạch đi giải quyết đám rồi bọ xung quanh đã, còn bà nó, hôn lễ của anh em tôi lại dám tới quấy rối, xem tôi làm sao để hành hạ bọn họ. Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết đều gật đầu. Lúc này Lê Văn Vân và Cố Bạch chạy ra khỏi nông gia nhạc, theo chân khí dao động, bọn họ nhanh chóng bay đến một nơi, Nơi này khá hoang vu vắng vẻ. Một đám người mặc trang phục người gác đêm vây mười mấy người ở giữa. Lê Văn Vân đến gần, phát hiện người mấy người này đều là đỉnh cấp, có điều phần lớn đều đã bị thương, Trương Vãn Hà và Trần Tiêu dẫn đầu phía trước, trừ những người này ra, đến hiện tại Lê Văn Vân còn nhìn thấy người gác đêm số 2, cô gái với ánh mắt lạnh lẽo kia. Cô là người phụ trách bên Tô Chiết Ư? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Ừm, sau khi Tiêm Quỷ có khả năng rất xuống nơi này. Tôi bị đẩy đến đây." Giọng nói của cô nàng vô cùng ngượng gạo. Lê Văn Vân gãi đầu trần chờ hỏi, "Đúng rồi, hình như tôi còn không biết tên cô." Cô gái lạnh lùng thản nhiên nói, "Anh cứ gọi tôi số 2 là được." "Vậy không được, trong lòng tôi, số 2 vĩnh viễn là của Thi Kỳ." Lê Văn Vân bĩu môi nói. Cô gái sửng sốt một hồi, sau lại cúi đầu nói, "Cố Tinh Tinh." Tên cũng được đấy, Lê Văn Vân cười đáp bấy giờ mới đi tới phía trước hỏi, hiện tại là tình huống gì? Đại đa số đều đã được giải quyết, đám còn lại đang bị bao vây, cũng may người gác đêm của Tô Chiết phát hiện nhanh, nếu không dưới tình huống chúng ta không biết, mấy tên chó chết này lẻn vào dân chúng bình thường, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Trương Vãn Hà nói, Lê Văn Vân sờ cầm, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt anh rơi vào tên đầu chọc có chân khí cực mạnh trong đó, khẽ gật đầu, cái tên đầu chọc kia hiển nhiên cũng nhận ra Lê Văn Vân, nhưng ánh mắt anh ta chẳng mấy sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ hung dữ. Uầy, đội cảm tử à, Lê Văn Vân nhanh chóng đoán được suy nghĩ trong lòng anh ta, xem ra bọn họ biết hôm nay mình đến đây sẽ chết. Nói nghe thử xem, là ai phái mấy người đến, mục đích của mấy người là gì? Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Anh tưởng tôi sẽ sợ chết à? Tôi thà đứng chết cũng không muốn quỷ sống. Đầu chọc cắn răng nói anh nghĩ nhiều rồi, ở trước mặt tôi, anh sống hay chết phải do tôi quyết định. Lê Văn Vân cười tiết mắt nói. Hừ, không nghĩ tới sẽ bị mấy người phát hiện, hôm nay tôi nhận tội. Các anh em, 18 năm sau lại là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, anh em, tôi đi trước đây. Có vẻ anh ta nghĩ mình chắc chắn phải chết cho nên vung đao trong tay muốn cứa vào cổ mình. Đúng lúc này, anh ta bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình hoa lên, Lê Văn Vân vốn cách anh ta hơn 10 mét, gần như trong tích tắc đã đến trước mặt đồng thời hai ngón tay nâng lên kẹp được lưỡi dao trong tay anh ta bất luận anh ta có dùng lực như thế nào lưỡi dao cũng không nhúc nhích nửa phân tôi nói rồi anh sống hay chết phải do tôi quyết định lê văn vân nhìn anh ta khóe miệng nhếch lên sắc mặt đầu chọc khó coi hiếm thấy anh ta cắn răng có vẻ đã hạ quyết tâm gì đấy định cắn lưỡi mình nhưng ngay sau đó lê văn vân vỗ vào đầu anh ta một cái Cả người anh ta chậm rãi ngã xuống đất, rơi vào hôn mê. Các vị nói xem, tôi có rất nhiều thời gian rảnh từ từ chơi với các vị, nếu nói thật, khả năng có thể còn sống, nhưng nếu không nói, muốn chết cũng khó. Rốt cuộc là ai phái mấy người đến đây? Giọng điệu Lê Văn Vân trong trẻo lạnh lùng. Trên mặt tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, có người không chịu được áp lực, mở miệng nói, "Vâng. Là ngài Eddie Hotzis bảo chúng tôi tới, ông ta nói phải gây chút rắc rối cho các vị." Eddie Hodges, Lê Văn Vân sờ cầm trong mắt có lóe lên ánh sáng lạnh yên kinh. Tập đoàn Chí Đạt lúc này đã đến thời gian nghỉ trưa trong văn phòng giám đốc tập đoàn Chí Đạt Lâm Nhã duỗi cái lưng mệt mỏi dáng người lùi lõm có đủ hoàn toàn lộ ra. Đúng vậy nguyên nhân vì Lê Văn Vân dẫn theo cô ấy tiếp quản nghiệp vụ của nhà họ Vương cho nên sau khi hợp tác kinh doanh toàn diện với phòng làm việc của Vương gia kỳ Lâm Nhã nhanh chóng bị điều lên làm giám đốc mà người đàn ông giúp cô ấy tựa hồ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy. Cô ấy thường xuyên nghĩ đến người đàn ông khi tới công ty thì luôn thích muộn, làm việc toàn hi hi ha ha nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin kia. Chỉ có điều, hình như cô ấy và đối phương là người của hai thế giới. Lúc này đến thời gian nghỉ trưa, cô ấy nhìn quanh một vòng, trong mắt mang theo chút khẩn trương. Tút tút tút, chuông di động của Lâm Nhã vang lên, cô ấy chuyển tiếp cuộc gọi, trong điện thoại vang lên giọng nói thản nhiên của một người đã thông qua máy biến ấm, đã cân nhắc kỹ chưa? Tôi, đồng ý, bao giờ, anh gửi địa chỉ cho tôi, chỉ cần anh đừng tổn thương đến Lê Văn Vân, bảo tôi làm gì cũng được. Lâm Nhã nói với người bên kia điện thoại. Rất tốt, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, đừng có dở trò với tôi, cũng đừng nói cho người gác đêm biết. Lâm Nhã đờ đẫn một hồi hỏi, người gác đêm là cái gì? Cô không cần phải xen vào làm gì, Địa điểm cụ thể, tôi sẽ gửi đến di động của cô." Người bên kia điện thoại nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Chương 1018, chờ mong giao thủ với anh. Ở bên kia, hôn lễ đang trong lúc tổ chức yến tiệc, hai người Lê Văn Vân cùng Cố Bạch bưng rượu đi theo sau Lý Thu, Lý Thu thì lượn khắp nơi kính rượu. Kết hôn là quá trình cực kỳ rắc rối, may mà Lý Thu kết hôn thoải mái hơn rất nhiều, đa số chuyện đều là Cố Bạch giúp anh ta giải quyết nhiều nhất chỉ là thông báo với người trong nhà và việc tiếp đãi khách khứ mà thôi. Đến 2 giờ chiều, họ hàng thân thích cũng bắt đầu rời đi, đoàn người Lê Văn Vân ngồi quây thành một vòng tròn. Người xung quanh đều đã tản đi gần hết, bàn này của bọn họ toàn người chưa dùng cơm, lúc này mới ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Đào ba sờ đầu cái đầu chọc nói, con bà nó, thằng nhãi Lý Thu này biến thành kẻ có giá trị nhất khu tội ác rồi, cưới được nàng dâu xinh đẹp về nhà. Lý Thu cười cười, trên gương mặt của An Nhiên lặng lẽ xuất hiện hai dạng mây đỏ. Cô gái An Nhiên này hiển nhiên cũng không đơn giản, nhưng nếu đã kết hôn với Lý Thu, đương nhiên Lê Văn Vân cũng sẽ tôn trọng Lý Thu, hơn nữa anh tin dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của Lý Thu, nếu An Nhiên thông minh chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Buổi tối làm loạn động phòng đấy, tôi còn chưa làm loạn động phòng bao giờ, hồi hộp quá đi. Cố Bạch cười ha hả nói. Lê Văn Vân bĩu môi, mấy người và Lý Thu đi đi tôi không đi đâu chuyện bên này tôi cũng giải quyết hòm hòm rồi hôn lễ của lý thu cũng coi như kết thúc viên mãn tôi phải về yên kinh tìm ngài minh rồi cùng ngài đến đến khu tội ác lần này anh thật sự không dẫn theo bọn tôi sao hoàng thi kỳ nhíu mày hỏi lê văn vân lắc đầu nói không cần thật ra thời gian mọi người được thư thả cũng không nhiều nhân dịp này để tôi điều chỉnh luôn sau khi tôi rời đi vẫn theo quy củ cũ thi kỳ sẽ phụ trách chỉ huy mọi người còn lại Nói xong anh nhìn về phía đào ba nói, hiện tại người gác đêm loạn trong giặc ngoài, người dùng được cực ít, đám anh em ở khu tội ác kia của anh chỉ sợ cũng phải lợi dụng một phen rồi. Việc này không thành vấn đề, chỉ là chuyện của một câu nói thôi. Đào ba nói, hiện tại tôi có uy vọng rất cao, bọn họ đều coi tôi như ân nhân cứu mạng siêu cấp. Đúng vậy, nếu không có đào ba và Lê Văn Vân, nhóm bọn họ khả năng cũng chỉ có nhân dịp này mới có thể ra khỏi khu tội ác. Được, Đến lúc đó các anh sắp xếp bọn họ đến căn cứ của người gác đêm bên kia, làm trụ sở tạm thời, thống nhất nghe lệnh của Hoàng Thi Kỳ. Lê Văn Vân nói. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Cô ấy đã từng là người gác đêm số 2, cũng là đội phó tiểu đội 11762, chuyện như chỉ huy điều hành này hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác chờ sau khi mọi người trở về, tìm đến Khương Vĩ, dẫn luôn cậu ta vào tiểu đội để cho cậu ta đi theo học tập một phen, tích lũy một chút kinh nghiệm. Lê Văn Vân nói. Được, Hoàng Thi Kỳ ở bên gật đầu. Phạm Nhược Tuyết cao mày nói, em muốn cùng anh đến khu tội ác, lỡ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, lão đại, hay cứ để chúng tôi đi theo đi. Cố Bạch nói, tòa thành kia sâu không thấy đáy, tình huống cụ thể là gì không ai rõ, thiên bảng là do SD Hotsis làm ra, thuộc hạ siêu cấp dưới trường ông ta cũng không có tên trên bảng. Không sao đâu, lần này là tôi và Minh Sùng cùng đến, mục đích cũng chỉ là giết chết Eddie Hotsis thôi, sau đó mới chỉnh hợp lại tài nguyên bên khu tội ác, chúng ta sắp tới ngoài phải đề phòng tiêm quỷ rơi xuống bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là phải dọn sạch người của Hồng Nguyệt, giải quyết thủ lĩnh của bọn họ. Lê Văn Vân nói, cái tên họ mặc kia cùng với Eddie Hotsis đều đang ở khu tội ác, chúng ta đơn độc hành động, mục tiêu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghe Lê Văn Vân nói thế, người khác cũng không kiên trì nữa. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi nói, vẫn là câu nói kia, giữ lại cho mình một hơi thở để trở về, bất kể thế nào, em đều sẽ cứu sống anh. Yên tâm đi, Lê Văn Vân xua tay nói. Anh lại dặn dò thêm một số điểm chi tiết mới nói, chỉ những chuyện này thôi, mọi người ra ngoài cũng phải chú ý an toàn, nếu gặp phải tiêm quỷ đỏ trở lên, nhất định phải chạy trước, đợi cứu trợ đến, hiểu chưa? Biết rồi." Mọi người đáp. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cha mẹ Lý Thu đứng ở cửa nhích lại gần, nghe được tiếng bước chân bọn họ nhanh chóng dừng đề tài, bắt đầu nói một số chuyện linh tinh. Tầm 3 giờ chiều, Lê Văn Vân trực tiếp lên máy bay rời khỏi Tô Chiết, hướng tới Yên Kinh. Ăn chừng đến 6 giờ, máy bay hạ cánh, sau khi xuống máy bay, Lê Văn Vân khởi động điện thoại, chuông di động nhanh chóng vang lên, Lê Văn Vân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện là bành hàn đông của tập đoàn Chí Đạt gọi tới. Anh chuyển tiếp cuộc gọi hỏi, alo, có việc gì sao? Nói cho cậu biết chuyện này, cô gái có quan hệ không tệ với cậu ở công ty kia gặp chuyện không may rồi. Trong điện thoại, giọng bành hàn đông vang lên. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi hỏi, Lâm Nhã sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Không biết, giữa trưa cô ta rời đi, buổi chiều cũng không đi làm, nhân viên cấp dưới vẫn luôn liên lạc nhưng không được. Tôi gọi điện thoại đến nhà cô ta, cha mẹ cô ta không hề có ở đây, nhìn băng theo dõi thì thấy cô ta lên xe rời đi. Sau đó tôi có báo cảnh sát, căn cứ theo biển số xe tìm được chiếc xe kia, nhưng mà... Xe đậu bên trong một gara dưới lòng đất, trong xe không một bóng người. Bành Hàn Đông nói, tôi thấy cậu và cô ta có quan hệ tốt, cho nên bèn gọi điện thoại cho cậu. Lê Văn Vân nhíu thật sâu. Gửi địa chỉ xe cho tôi đi. Lê Văn Vân nói, hiện tại tôi gửi luôn cho cậu đây, nhưng mà bên kia đã kéo tuyến cảnh giới, tự cậu phải nghĩ cách đi vào. Bành Hàn Đông nói, được, Lê Văn Vân gật đầu cúp điện thoại, chẳng mấy chốc Lê Văn Vân đã nhận được tin nhắn WeChat gửi địa chỉ. Anh cười khổ một tiếng nói, trời sinh mệnh bận rộn mà. Anh lắc đầu, ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe rồi chạy nhanh tới mục đích. Cùng lúc đó, khu tội ác, trong trang viên của Eddie Hotsis, Eddie Hotsis và Ngài Mạc đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn bầy đầy thức ăn, tay Eddie Hotsis cầm ly rượu đỏ, người này có vẻ như chưa bao giờ rời tay khỏi ly rượu đỏ. Ông ta nhìn Ngài Mạc, thì thào nói nhoáng một cái mà đã nhiều năm vậy rồi ông ở ngoài sáng tôi ở trong tối đáng tiếc để cho người gác đêm trưởng thành thêm một lê văn vân hư ông còn biết sợ cơ đấy tôi nghĩ lúc trước sau khi thấy được tiềm lực của thằng danh này trực tiếp giết chết là được rồi ngài mặc hư lạnh một tiếng nói hồi ấy quy mô còn chưa lớn người gác đêm có rất nhiều thời gian tới xử gọn chúng tôi nếu không phải lần này cần nắm chặt con át chủ bài người gác đêm này Tôi sẽ còn tiếp tục ngủ đông thôi." Eddie Hotse lắc lắc đầu nói, "Chỉ tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn tử trận." "Kế tiếp ông định làm thế nào?" Ngài Mặc hỏi. "Chờ." Eddie Hotse bình tĩnh nói, "Chờ bọn họ đến, người gác đêm sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà người được phái đến, có lẽ sẽ là Lê Văn Vân." "Nói thật, tôi cũng rất chờ mong được thật sự giao thủ với cậu ta." Chương 1019, độc thủ sau lưng. Yên Kinh trong Gaza gần một vùng ngoại thành nào đấy, lúc này tại một địa điểm được răng đầy tuyến cảnh giới, chẳng qua có lẽ lúc này đã điều tra qua hiện trường cho nên xung quanh không có một bóng người. Lê Văn Vân sờ chóp mũi, đi tới chiếc xe bên trong tuyến cảnh giới. Xe rất mới, chắc là Lâm Nhã mới mua gần đây, trước đó điều kiện của cô ấy không tốt lắm, sau khi biết Lê Văn Vân mới nhận được đề bạt. Là một chiếc Audi QQ màu đỏ, hiển nhiên hiện tại đãi ngộ của cô ấy rất ổn, tiền thưởng nhận được sau khi hợp tác với phòng làm việc của Vương Gia Kỳ cũng tương đối khả quan. Lê Văn Vân trực tiếp nhảy qua tuyến cảnh giới, muốn nhìn xem người đến đây có để lại dấu vết nào hay không. Nếu đối phương muốn dẫn Lâm Nhã đi, bất kể là vì nguyên nhân gì, tóm lại người nọ đều muốn đạt được thứ gì đó trên người Lâm Nhã, nếu không không còn lý do nào khác. Nhưng khiến Lê Văn Vân thất vọng chính là, anh tìm hồi lâu cũng không tìm được cái gì. Có lẽ là tự Lâm Nhã lái xe đến đây. Vì sao cô ấy phải đến đây, vì sao lại không liên lạc được? Lê Văn Vân vuốt cằm, cẩn thận thăm dò. Tít tít tít. Đúng lúc này, chuông di động của anh bỗng nhiên vang lên. Lê Văn Vân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ngẩn người. Đây là một số điện thoại lạ hoắc, vẻ mặt anh khẽ thay đổi, bắt máy. Alo. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đã qua xử lý, Lê Văn Vân đúng không? Lê Văn Vân hơi nhướng mày nói, anh là ai? cấp dưới của tiến sĩ T. Tiến sĩ T cái gì? Đầu bên kia điện thoại đầu truyền đến tiếng cười lạnh. Tôi hỏi cậu, cậu biết Lâm Nhã chứ? Lê Văn Vân hít mắt, trong lòng thở dài một hơi. Đúng là đi mòn dày sắt chẳng tìm được, không tìm tự dưng dâng đến cửa. Anh vẫn đang cẩn thận thăm dò chủ nhân phía sau màn, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, người ta lại tự chủ động gọi điện thoại đến. Tôi là Lê Văn Vân, anh là ai? Lê Văn Vân hỏi. Lâm Nhã đang trong tay anh ư? cậu không cần biết tôi là ai, cậu nói không sai, Lâm Nhã đúng là đang trong tay tôi, muốn cô ta sống, buổi tối hôm nay phải chuẩn bị tốt 500 vạn tiền mặt. Trong điện thoại, giọng nói kia tiếp tục vang lên. Nghe đến đây, Lê Văn Vân được phen thở phào một hơi. Anh còn lo lắng có thể là SD Hot hoặc người ở thế giới ngầm, kẻ thù của anh biết được một vài mối quan hệ của anh nên mới bắt cóc Lâm Nhã để uy hiếp, nếu là vậy thì chuyện có chút rắc rối rồi. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường thôi. Chỉ cần anh không động vào cô ấy thì không thành vấn đề." Lê Văn Vân vội nói. "Hừ, cậu cũng rất quan tâm đến cô gái này nhỉ." Đầu bên kia điện thoại tiếp tục vang lên giọng nói, "Cậu đi chuẩn bị tiền đi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu biết nơi giao dịch. Nhớ kỹ, nếu cậu dám báo cảnh sát, tôi chắc chắn sẽ giết Lâm Nhã." Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lê Văn Vân sờ cầm thật ra anh đã biết được 89 phần 10 rồi. Người vừa biết Lâm Nhã lại vừa biết anh có được mấy ai, một là hai người bạn kia của Lâm Nhã, hai chính là bố của Lâm Nhã, Lâm Mậu Thời. Mà căn cứ theo hiểu biết của Lê Văn Vân về bọn họ, chuyện này đại khái là do Lâm Mậu Thời làm. Người này lúc trước đến nhà Lâm Nhã làm loạn, Lê Văn Vân vẫn còn nhớ như in, rất khó tưởng tượng ông ta lại là bố đẻ của Lâm Nhã. Đương nhiên chỉ là người bình thường thì chuyện này giải quyết đơn giản hơn nhiều, dù sao lần này Lê Văn Vân cũng đang định đến khu tội ác, lần trước anh đã cảnh cáo Lâm Mậu thời, nếu ông ta còn dám làm chuyện quá đáng, vậy thì anh sẽ không bỏ qua cho ông ta, lần này, vừa lúc tiện đường để anh mang người đi luôn. Lê Văn Vân nhảy ra khỏi tuyến cảnh giới, sau đó anh bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên là chuẩn bị 500 vạn tiền mặt, chuyện này với anh không hề khó khăn, chuyện thứ hai là chuẩn bị liên lạc với ông cụ Long tại Yên Kinh. Anh gọi điện thoại cho Long Ưng Đài, sau khi cuộc gọi được chuyển tiếp, Long Ưng Đài cười như không cười nói: "Nhóc con, cuối cùng cậu cũng biết gọi điện thoại cho tôi hả?" "Nói đi, có chuyện gì?" "Ông Long, tôi muốn vận dụng mạng lưới ám vóng, giúp tôi điều tra một kẻ tên là Lâm Mậu thời." Lê Văn Vân nói. "Hửm?" Long Ưng Đài thoáng thay đổi thái độ nói: "Người trốn ra khỏi khu tội ác à? Ở Yên Kinh sao? Không phải, chỉ là một người bình thường ở Yên Kinh thôi." tìm ông ta chắc sẽ không khó, trước kia ông ta là chủ tịch tập đoàn Trí Đạt, cha của Lâm Nhã. Lê Văn Vân nói, nhóc con cậu tán gái để cha người ta biết được hả? Long ưng đài hỏi, đừng có tán gái nữa, cháu gái nhà chúng tôi cũng được đấy, cậu có muốn cân nhắc một chút không? Long ưng đài cười hì hì hỏi, nếu cậu cưới con bé, tôi có thể cho nó gia nhập người gác đêm của các cậu luôn. Lê Văn Vân im lặng. Nếu ông cụ biết cháu gái nhà bọn họ đã chúc mê anh, hơn nữa còn ngủ với anh rồi, không biết ông cụ sẽ phấn khích thế nào. Anh vội ho một tiếng nói, ừm, ông cha giúp tôi một tay, tôi còn có chút vi hệ, cúp trước đây. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Với năng lực của ám võng, anh nghĩ cha được người là chuyện không hề khó. Nhưng để ngừa bất chắc, anh vẫn gọi điện thoại tìm Bành Hàn Đông, để Bành Hàn Đông chuẩn bị 500 vạn tiền mặt. Chuyện này chẳng là gì đối với Bành Hàn Đông, sau khi chuẩn bị tốt tiền mặt. Thời gian cũng đã đến 8 giờ tối. Một số điện thoại lạ gọi đến, Lê Văn Vân nghe điện thoại, quả nhiên là giọng nói biến thái kia. "Ồ, biết gọi lần khác là phải đổi một sim điện thoại rồi cơ đấy, năng lực phản trinh sát cũng không tệ." Lê Văn Vân cười khẽ. "Chuẩn bị xong tiền chưa?" Trong điện thoại, giọng nói kia truyền đến. "Chuẩn bị xong rồi, tôi muốn nghe được tiếng Lâm Nhã." Lê Văn Vân bình tĩnh đáp. "Có thể cho cậu nghe." Ông ta cười ha ha. Qua một lúc, trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt ruột của Lâm Nhã, Lê Văn Vân, anh đừng tới, bọn họ có rất nhiều người, anh tuyệt đối không được tới. Mới nói được một nửa, điện thoại đã bị lấy mất, sau đó lại là giọng nói đã qua máy biến âm kia, hiện tại cậu có thể mang đồ đến nhà xưởng bỏ hoang tại số 107 đường Tân Nam, bên kia sẽ có người liên hệ với cậu, đừng có dở trò, nếu đủ tiền, tôi sẽ thả người. Được, tôi lập tức đến liền, Lê Văn Vân thở dài một hơi vừa mới cúp điện thoại, điện thoại của Long ưng đài gọi tới, Lê Văn Vân nghe máy, Long ưng đài nói, cha được người rồi, số 37 đường Tân Nam trong một nhà máy sửa chữa ô tô, có cần tôi phái người đến đó với cậu không? Không cần, Lê Văn Vân cười tít mắt nói, một vài người bình thường thôi, có điều ông có thể cho cảnh sát đến số 107 để chóc nã vài tên côn đồ. Vậy được, tự cậu chú ý an toàn đi, Long ưng đài nói xong thì cúp điện thoại. Xe Lê Văn Vân lái là xe lấy ở chỗ Bành Hàn Đông, tiền bạc cũng nằm trong vali trên ô tô, anh lái xe đến thẳng đích. Vị trí này nằm ở một góc hẻo lánh của Yên Kinh, đa số là những nhà máy sửa chữa ô tô các loại, không phải ở trung tâm thành phố. Người trong điện thoại bảo Lê Văn Vân đưa tiền đến số 107 đường Tân Nam, mà Long Ưng Đài lại điều tra được Lâm Mậu Thời hiện tại đang ở số 37 đường Tân Nam, Lê Văn Vân biết chuyện này chắc chắn là Lâm Mậu Thời làm rồi. Người cha chó má gì chứ?" Lê Văn Vân lắc đầu, trong lòng có chút đồng tình với Lâm Nhã. Chương 1020 mày nghe không hiểu sao? Chương 561, đừng sợ, tôi đưa cô về nhà. Xe chạy chậm trong nội thành, đến khoảng 9 giờ tối, đường Tân Nam, một hai chiếc xe thượng vụ có rèm che chậm rãi tiến vào, tại đầu phố, Lê Văn Vân rẽ sang bên cạnh tìm kiếm một vị trí đỗ xe. Sau khi dừng lại, Lê Văn Vân bắt đầu lần mò đến số 37. Vài phút sau, Lê Văn Vân dừng lại trước cửa một xưởng sửa chữa xe ô tô. Lúc này bên trong xưởng sửa chữa, đèn đuốc sáng trưng, có không ít người, Lê Văn Vân dừng ở cửa, anh không vội tiến vào mà đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Người ở bên trong không giống là nhân viên sửa chữa, trên người rất nhiều người đều có ít hình xăm các loại, vừa nhìn là biết người xã hội đen. Có điều Lê Văn Vân lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhã và Lâm Mậu thời. Anh sờ mũi, đi tới chỗ cửa. Hôm nay nơi này không sửa xe, cậu đi nhà khác đi. Bên trong, một người đứng lên, phất tay với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân khẽ cười, không nói gì, cứ thế tiến vào. Người nọ nhìn thấy Lê Văn Vân vẫn cứ tiến vào, anh ta trực tiếp qua chiếc cờ lê bên cạnh nói, "Tao nói hôm nay nơi này không làm việc, mày nghe không hiểu sao?" Nói xong, vài người bay thẳng đến vây quanh Lê Văn Vân. Không làm việc thì không làm việc động tí là nổi nóng làm gì chứ? Lê Văn Vân bĩu môi nói. Tao không rảnh ở đây nói lời lời vô nghĩa với mày, nhanh cút đi. Anh ta không có kiên nhẫn giơ cờ Lê trong tay mắng. Tôi cút thì ai đưa 500 vạn cho mấy người? Lê Văn Vân nhìn anh ta mỉm cười hỏi. Người nọ ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa định có hành động thì cảm nhận chỗ cổ mình như bị cái gì đó đập trúng. Ngay sau đó, hai mắt anh ta tối sầm, trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. Đám người vây quanh thoát cái thay đổi sắc mặt, chẳng mấy chốc bọn họ cũng cảm nhận được người trước mắt như tàn ảnh, đồng thời mọi người đều có cảm giác đầu mình bị đập, cuối cùng từng người ngã xuống nền đất. Quỷ à! Hành vi của Lê Văn Vân hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, lúc này nhìn thấy từng người lần lượt ngã xuống, có người không nhịn được la lên. Anh ta muốn hét chói tai, nhưng lại phát hiện Lê Văn Vân đã đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn anh ta. Ngay sau đó, trước mắt anh ta tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Hiện tại Lê Văn Vân quá có sức tàn phá đối với những người bình thường này. Nơi này có mười mấy người, thậm chí không ai phát ra một âm thanh, cứ thế trực tiếp bị Lê Văn Vân hạ gục. Lê Văn Vân thở dài một hơi mới nhìn vào bên trong nhà xưởng sửa chữa, bên trong này còn có một tòa nhà nhỏ, trên tầng 2, Lê Văn Vân cảm nhận được không ít người. Anh sờ mũi, tiến lại gần tòa nhà kia. Đa số mọi người đều đứng ở tầng 2, tầng 1 chỉ có hai người canh gác, Lê Văn Vân thản nhiên thoải mái giải quyết bọn họ, sau đó tiến vào tầng 1. Lúc này trên lầu truyền đến âm thanh, Lê Văn Vân dừng bước, tạm thời không tiến lên. Hừ, thằng danh kia đối xử với mày không tệ, có thể vì mày mà bỏ ra 500 vạn. Tiếng Lâm Mộ thời truyền đến, mày yên tâm, tao lấy được tiền sẽ thả mày về, dù sao mày cũng là phiếu cơm dài hạn của tao mà. Sau này mỗi tháng 5 vạn, một đồng cũng không được thiếu, nếu không đủ, mày tự biết hậu quả đấy. Lâm Mậu Thời, ông là tên súc sinh, Lâm Nhã Quát. Hừ, Lâm Mậu Thời cười suy, mày đúng là quan tâm Lê Văn Vân nhỉ, tao tùy tiện nói một tiếng Lê Văn Vân đã bị tao chói lại, mày liền chạy đến, nếu không phải bố mày đánh bạc thua tiền thì cũng sẽ không làm loại chuyện này, may mà Lê Văn Vân này có tiền, 500 vạn nói cho là cho. Phía dưới, Lê Văn Vân nghe đến đây, sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên, trong thời gian Lê Văn Vân rời đi, Lâm Mậu Thời này đã tìm đến chỗ Lâm Nhã sau khi chuyển nhà, hiện tại mỗi tháng đều uy hiếp Lâm Nhã đòi tiền. Bây giờ, ông ta bài bạc nợ nần, cần 500 vạn, ông ta biết Lâm Nhã chắc chắn không lấy ra được con số nhiều như vậy cho nên nói dối là bắt cóc Lê Văn Vân để Lâm Nhã mắc câu, sau đó lại bắt cóc Lâm Nhã để vơ vét tài sản của anh. Kế hoạch cũng được lắm, Lê Văn Vân nói. Kế hoạch cũng được lắm, Lê Văn Vân nói. Lâm Mậu Thời, ông không phải con người, Lâm Nhã nói vì sao ông lại sinh ra tôi chứ vì sao mày quản được bố mày à bố mày sinh ra mày mạng của mày đều là tao cho mày kiếm được tiền rồi thì nên nuôi tao đúng rồi tiền mua nhà cho em trai mày mày cũng phải bỏ ra lâm mậu thời nói tôi không có em trai lâm nhã nghiến răng nghiến lợi từ hôm nay trở đi tôi sẽ không cho ông một đồng nào nữa trước kia tôi vẫn luôn nể tình ông là bố tôi nên không nói gì lần này chờ tôi ra được bên ngoài nhất định sẽ báo cảnh sát tôi nhất định phải tống ông vào tù. Cát, Lâm Mậu Thời hoàn toàn không để trong lòng, ông ta cầm điện thoại, gọi một tới một số alo. Người tới chưa, sau khi lấy được tiền thì đánh cậu ta một trận, nếu cậu ta dám đánh trả thì cứ dùng Lâm Nhã để uy hiếp. Lâm Mậu Thời, ông dám tổn thương Lê Văn Vân, tôi và ông sẽ không. Chấm ngoặc kép, Lâm Nhã nói được một nửa thì im bặt, có vẻ miệng đã bị người ta chặn lại. Đồng thời, bên trong điện thoại của lâm mậu thời cũng truyền đến một giọng nói đến giờ cậu ta còn chưa tới được tôi biết rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta lâm mậu thời nói xong lại dùng máy biến âm bên cạnh đổi một chiếc sim điện thoại khác gọi điện thoại cho lê văn vân rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối nhưng lê văn vân không nghe điện thoại bên cạnh lâm nhã nhìn thấy cuộc gọi không ai nghe trong lòng có hơi thở phào một hơi nếu tới thì cô sẽ không giúp được gì Cô ta không hy vọng Lê Văn Vân đến, cô ta không muốn nhìn thấy Lê Văn Vân bị thương, nhưng sâu trong lòng cô ta lại hy vọng Lê Văn Vân đến, hy vọng Lê Văn Vân có thể tới cứu cô ta, như vậy ít nhất chứng minh Lê Văn Vân có để ý đến cô ta. Tít 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 tít. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông vang lên ở tầng 1, người trong phòng đều đờ đẫn một phen. Sau đó bọn họ phát hiện tiếng chuông này càng lúc càng gần, bên ngoài hành lang vang chậm rãi lên tiếng bước chân. Lâm Mậu thời nhướng mày, Ông ta đi tới nơi cửa nhìn ra, lúc này, cửa phòng bị đẩy ta. Lê Văn Vân cầm di động đứng ở cửa, đồng thời giơ điện thoại trong tay lên, nở nụ cười rực rỡ với Lâm Mậu Thời. Nhìn thấy Lê Văn Vân xuất hiện, đầu óc Lâm Mậu Thời bùng nổ. Sao cậu có thể tìm tới nơi này? Sắc mặt Lâm Mậu Thời thay đổi liên xoành xoạch, đồng thời ông ta qua lấy một con dao bên cạnh, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Nhã nói, cậu không được cử động. Lê Văn Vân thấy một màn như vậy, anh nhìn về phía lâm nhã miệng còn bị nhét đồ trong lòng cảm thấy thật bi ai có nói thế nào cô ấy cũng là con gái ông ông không nên cầm dao uy hiếp cô ấy lê văn vân cất giọng bình tĩnh đừng nói nhảm lâm mậu thời còn nhớ thủ đoạn lần trước lê văn vân đối phó mình ông ta nhìn chằm chằm lê văn vân nói tiền đâu lê văn vân thở dài một hơi sau đó mới nhìn lâm nhã mỉm cười nói đừng sợ tôi tới đón cô về nhà audio điện tử võ tấn bền hết chương 1020